Quốc chỗ này là cái gì mà nó treo cờ bà bự vậy? Dạ đường Võ Nguyên Giáp á. Là sao? Nó nói đại tướng Việt Nam đó. Hồi xưa ở đây hả? Dạ không, cái tên đường nó vậy thôi vậy. Đi tôn binh á, tôn binh với người có công với cách mạng nữa chú. Chống tay lên. Để đem đi đẹp, nó đẹp. Rồi lá em coi coi, coi cái tấm nào đẹp.